Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Chuyển đổi số ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, thực trạng và những vấn đề đặt ra. Mục đích của hội thảo là nhằm trao đổi, thảo luận để làm rõ quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số, nhận diện những nhân tố tác động và đánh giá thực trạng chuyển đổi số ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, trên cơ sở đó đúc rút kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra và đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên hiện nay. Ba tổ chức hội thảo đã nhận được 32 tham luận của các chuyên gia nhà khoa học. Các tham luận tập trung vào các vấn đề chủ yếu như quan điểm, chính sách, pháp luật về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hoạch định chuyển đổi số ở Việt Nam, các yếu tố nền tảng về con người, thể chế và công nghệ trong quá trình chuyển đổi số, thực tiễn chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các lĩnh vực của đời sống xã hội ở các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên, cơ hội thách thức và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ở miền Trung Tây Nguyên trước yêu cầu của hội nhập và phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.